người đã trở lại với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Cảm ơn nhãn hàng Son Yurika, tôi Sơn Sinh bật chung cá tính đã đồng hành cùng chương trình. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính sẽ giúp chị tự tin, nổi bật trong mọi ánh nhìn. Ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta sẽ nói về các loài hoa. Wow. Nhưng mà trước khi đến với các loài hoa thì mình đặt cho mỗi người mình là một cái hoa gì đi. Nếu như mà là em á, em sẽ chọn em là hoa mai. Bởi vì sao? Em rất là chăm chỉ, em rất là siêng năng, cho nên là hoa mai là để em mọi thứ để ngày mai tính. Bây giờ em đi về đây. Em mọi thứ để ngày mai tính. Bây giờ em đi về đây. Để mai quay nha. Bye. Không, làm được hết luôn á, em đi về luôn ngay. Bây giờ em chọn hoa gì? Em nghĩ là em sẽ chọn một loài hoa mà đúng với lại những gì mà em đang có luôn á. Là hoa mắc cỡ đúng không mọi người? Mà mọi người công nhận là em rất là hay e thẹn về mắc cỡ không? Công nhận. À đúng rồi, giờ chị đụng em cái là em e thẹn mắc cỡ. Hoa nè. À, chị thì chắc là chị sẽ chọn hoa lavender. Tại sao? Tại vì làm cái gì nó cũng đơ á em. Làm cái gì nó cũng đơ á em. Rồi, ví dụ ra vậy nè. Hơi đơ. Nó chỉ có một cái kiểu hơi là kiểu như mình đơ quá, mình không còn biểu cảm gì nữa, mình không cười, không nói gì được. Không nhỉ? Em rất đồng hành. Vô, hoa mai với hoa bên đơ. Được á. Đơ mai, mai đơ. Anh một loài hoa mà cũng khá là giống như Kira. Em thử chạm vào anh đi. Cái gì vậy? Hoa thẹn thùng quá em thẹn. Hoa mắc cỡ rồi. Hoa gì? À, à. Chị nói cái là chính liền à. 2, 3, hoa hậu. Chính xác. Ok. Còn anh thì sao? Anh là hoa vương. Tại sao lại là hoa vương? Tại vì có hoa hậu thì phải có hoa vương. Yeah. Oh. Hai người lại chơi nhau nha. Ok, chơi lúc. Nhưng mà mọi người có biết gì không? Ngày hôm nay Việt Thi đã mời đến một loài hoa mà dường như là anh đã làm cái gì vậy? Trời ơi, một sắc không? Làm cho hoa mai bị yếu. Màu hoa một sắc không? Yếu. Màu sắc, rất màu sắc luôn. Bây giờ xin mời loài hoa nó vào. Được. Anh là gì? Anh ơi, cái này nó là... Anh đi dạy, mọi người đoán đi. Mọi người đoán đi. Hoa này á, đảm bảo là đẹp hơn tất cả những loài hoa đấy. Wow. Nhưng mà nhiều người hoa vương hoa hậu á, cũng chỉ vì hoa này thôi. Wow. 1, 2, 3. Hoa này. Wow. Wow. Là hoa vương lên, hoa lên, đúng rồi, đúng không? Chính xác. Tôi không có tiền thì lấy đâu ra mua váy mua gấm mà đi tìm hoa hậu. Ghê. Khá là quan trọng đấy. Dạ, tất nhiên rồi. Bây giờ không biết là anh có thể giới thiệu một tí về loài hoa đồng tiền quý giá. Xin chào tất cả mọi người, mình là hoa đồng tiền. Mình là Nicky đến từ nhóm nhạc Monster. Và chủ trương của mình đó là dùng tiền để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào quên được nhãn hàng Son Yurika đã tài trợ cho chương trình Đông Tây Nam Bắc. Và bây giờ hãy cùng nhau về vị trí an toàn để chúng ta có thể đến với vòng 1. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 được mấy tết. Nghe nhanh đáp về. Hệ lệ luật chơi rất đơn giản luôn. Bây giờ em hoa mai và hoa hậu sẽ có một cái chuông ở đằng trước. Và sau đó hoa hậu sẽ chơi 15 bài hát. Ok. Và hoa đồng tiền phải cố gắng dùng cái chân dài của mình để... Hoa đồng tiền được không? Hoa đồng tiền được không? Trả tiền cho mọi người để mọi người trả lời cho anh. Ok, thôi. Ok. Nếu như anh có đủ tiền. Nhiều thì anh không có, nhưng mà vừa thì anh có. Wow. Anh hoa đồng tiền phải đợi hoa mai và hoa hậu đếm từ 1 đến 3. Yes. Hoặc là từ 3 đến 1 mới được chạy lên nhấn chuông. Nếu không thì sẽ mất quyền trả lời. Ok. Xin mời DJ. Các khúc đầu tiên là mọi người khóc rất là sôi động. Em buồn, anh ơi em về đi. Hai,
nghìn, 5 nghìn. Ủa đâu giá hả? Ủa ai đâu giá? Anh định là kiểu như là ai mà không chạm vào lấy thì anh cho 5 nghìn. Ai đấy ạ? Rồi anh bỏ đi. Thôi thì em gõ rồi thì em trả lời đi. Dạ vâng, em xin lỗi ạ. Nhưng mà bài này là bài hát duyên âm. 5 nghìn. Em mất 5 nghìn. Nó có 5 nghìn thôi ạ. À. Anh lên giá đi. Anh bắt đầu 15 bài mà anh lên 5 này. Bây giờ mà em bán cái câu trả lời của em cho anh, anh đưa em 5 nghìn được ạ. Nhưng mà cuối cùng thắng thì được cái gì ạ? À khoan, chưa, quên mất. Nếu như mà, do là anh là khách mời, cho nên nếu như mà anh được cao điểm nhất á, thì anh sẽ được lựa thành viên người đội của mình. Thì cũng không có lợi gì cho anh lắm ha. Trời. Anh ơi, có lợi cho vòng 2 đó anh. À, thế hả? Ok, bài hát tiếp theo. Tức ghê á. Tức ghê, tức ghê. Đây là bài à, anh phải ra bấm chuông à? Oh no, anh quên anh dùng tiền. Thế trả lời đi vậy. Ủa, tại sao chị Mithy đâu được trả lời? Dạ. Ồ vậy thôi chị nhường cái em luôn á. Không biết chị cả. Thôi chị trả lời đi. Hình như đây là bài What Home. Sai. Đây là bài I'm Iron. Yeah. Yeah. I'm Iron. Ghê vậy. Trời ơi, BTS hả mọi người? BTS. Dạ. Không biết. Ok, các câu tiếp theo. Lâu lắm rồi chứ không nghe lại bài này đúng không? Em mới xong không nhiều mọi người á. Đến rồi. Đúng rồi. Anh có nghe kỹ chứ? Sự nhanh nhẹn, anh ơi. Em là được 2 điểm đúng không? Dạ đúng rồi. Em dừng ở đó đi. Đến rồi. Okay. Anh bắt đầu. Các cô tiếp theo. Người cô ấy đi theo nơi. Bài này hay quá. Anh ơi. Chúng ta. Đúng vậy. Chúng ta đã. Bài 1. Ê. Anh lợi thế chân dài nhưng mà mình không được gian gian nha. Anh là anh đâu có dùng lợi thế chân dài, anh dùng lợi thế háng rộng. Lợi thế háng rộng. Chân dài là anh là như này nè. Anh trời ơi, chương trình sắp phát sóng cho cả mọi người đều xem được chứ anh. Ờ thì cái háng. Kỳ. Ờ hào hoa, mọi người hào hoa dùng những từ tinh tế và nhiều. Ờ có cho cho biết lên cây. Chính xác. Anh đã vừa rồi anh viết ra nét thì mọi người bắt mình nhanh nhiều. Ý đồ đâu gì. Ý đồ mà. Yeah, yeah. Rồi về biên tập cắt anh hết nhỉ. Cứ tiếp theo ạ. Đây là bài Hand Clap. Ồ. Yeah. Hay quá. Em xúc động quá. Mọi người sẽ thích. Bài này Nobody. Yeah, chính xác. Trời tuổi thơ. Ok mọi người đây biết tiếng Anh đúng không? Rất mong còn ngào. Đó tôi muốn nghe cái này mọi người ơi. Xin mời Nicky ạ. The With The Dream. Anh nhanh đó nha. Trời ơi. Anh lẹ lắm á, em với anh là cũng thấy một chỗ đó. Một là anh có hoa tay ấy, thì anh rất là nhanh luôn. Yeah. Hai là anh có hoa tai, thế nên anh nghe rất là nhanh. Gì chứ mấy cái trò này. Hoa chân. Hoa chân. Chờ đợi anh nhường mọi người mà mọi người không lên. Thật sự không nhớ mấy bạn. Em chỉ nhớ Bảo Thi hết nhiệt sức. Công nhận. Tiếp theo ạ. Trời ơi, cái chị. Đây là bài Aloha. Đúng rồi. Hồi xưa hồi cấp 2 còn nghe nhưng mà đâu có biết bài hát đâu. Em có thể đâu. Strike. Bài này là một bài hát tên là Hoa Phô Sắc. Chuẩn chuẩn. Không có phúc nữa cũng nói về hoa. Này là những nụ hoa, trang xanh hồng.
Em là hoa hồng nhỏ. Hoa hồng nhỏ chứ, chính xác. Liêu liêu liêu. Là em không được chơi luôn hả? Không, không được chơi. À, đó. Lắm nhau chứ không có tính điểm. Một ca khúc tiếp theo. Tôi là ai? Anh là ai? Đây là bài Tôi là ai? Sai. Ủa? Đối với mình là bị gì? Em? Chiến thuật ghê à. Đối với mình là bị gì? Nhây! Tiên là cái môi bóng đó sẽ thành cái môi bóng màu đỏ. Thì đấy là đối với mình là bị gì? Môi bóng. Là rồi đã quá ba lần rồi, bài hát đầu tên là Hoa Lá Mùa Xuân. Rồi hoa lá mùa xuân. Hồi xuân nhớ em chọi một bài đầu nhảy bài này nè. Hết 15 bài hát. Tôi tưởng là biết thật. Đúng em biết bài này. Chính thật mà anh, chính thật. Trời ơi, chính thật ghê luôn á. Mình đến phần tổng kết điểm. Người có số điểm 2 chính là anh Winner. 3 điểm thuộc về Kira và Hana. Số điểm cao nhất đang thuộc về anh Nikki. Em biết sao? Thật ra là anh trả tiền cho bên biên tập để biết chứ. Tất ghê à. Ủa sao anh biết, không biết luôn 15 hay 10 đi, anh biết 5. Vì làm biết 5 thì nó hợp lý hơn, mà anh biết hết thì nó kỳ hơn. Nó lộ quá. Cắt đoạn này. Ok, và bây giờ anh có quyền được lựa chọn hai thành viên về đội của mình. Em đầu tiên. Ngon. Ngon đi, ngon.